chào các bạn trở lại với kênh của mình. Mình là kỹ sư Thái và kênh của mình là giải pháp nông nghiệp kỹ sư Thái. Thì một cái vấn đề mà vô thời tiết mùa mưa lúc này á, các bạn rất là quan tâm về cái vấn đề mà cỏ trong vườn, không riêng về cỏ vườn mà còn về cỏ hàng rào hay là về cỏ trước sân. Thì nói chung là cỏ, mình gọi chung là cỏ dại. Thì hiện tại nha, ngày trước á thì thuốc trừ cỏ nó rất là đa dạng. Nó có cái gốc là gốc glyphosat. Cái gốc glyphosat thứ hai là cái gốc là 2,4D. Thì cái nhóm cỏ đó xài rất là phổ thông, nghĩa là gần như là cái cỏ đó là phun gần như là còn một nhóm nữa là cái Parawatt. Thì ba cái thuốc cỏ đó là gần như là quản lý mọi loại cỏ trong vườn luôn. Nhưng mà hiện tại là những cái loại thuốc cỏ mình vừa kể tên đó là cái Parawatt, cái 2,4D và cái glyphosat đã bị cấm rồi. Cấm rồi nghĩa là cấm được lưu hành. Cho nên bây giờ là gọi là hàng cấm đó. Nếu mà mình bán thì gọi đó là hàng cấm. Và để gọi là cái thay thế hay một cái giải pháp để thay thế để quản lý cái cỏ dại đó, thì hiện tại là có gốc thuốc cỏ mới tên là cái Lufocinac Ammoni. Thì cái gốc thuốc cỏ này mình gọi là gốc thuốc cỏ sinh học. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cái kết quả ha. Bởi vì á, phun nó rất là an toàn. An toàn có nghĩa là nó không có lưu dẫn quá lâu. Thứ hai là không hại với môi trường. Thứ ba nữa là nó an toàn cho mọi người. Cho nên á, nó rất là hiệu quả. Nhưng mà bù lại ha, giá nó lại cao. Giá nó cao so với những cái nhóm thuốc cỏ ngày trước. Nhưng mà giờ chấp nhận các bạn ha, bởi vì hiện tại là hàng kia cấm rồi, cho nên chỉ còn hàng này để xài. Và đây là mình quay cái vườn này ở gần cái chỗ mình đã cho phun thí điểm cái sản phẩm là Lufocinac Ammoni để hiệu quả trên cỏ gì. Quay gần lại nè. Thứ nhất á, ở đây là có cây này là cây đế, cây sậy. Cây này mình cầm cây đế chứ. Cây này mình gọi là cây đế. Cây đế ở quê mình gọi là cây đế, không biết ở miền ngoài gọi là cây gì. Cây đế một trong những loại cây rất là khó trị. Thứ nhất là đế, thứ hai là sậy. Hai cái nhóm này rất là khó trị. Thì sau khi phun thì các bạn đã biết vườn này đã phun được 10 ngày rồi. Nó chết khô gan hết trơn vậy nè. Nó chết rất là triệt để. Là đế và sậy là giải quyết rất là triệt để. Tại vì sao? Bởi vì hai cái nhóm này gọi là khó trị. Khó trị. Còn một nhóm nữa rất là dễ trị hơn. Đó là những nhóm như mấy cỏ bông như thế này. Những cái nhóm cỏ bông như thế này nè, phun ướt đều là nó chết sạch sẽ. Cỏ bông chung với cái nhóm cỏ này nữa là cỏ mần trầu, là cái cỏ bông này. Đây, cỏ mần trầu. Mần trầu này ha, các bạn thấy không? Nó chết triệt để và chết xuống tận gốc. Nó chết triệt để. Cỏ mần trầu hay gọi là cỏ quấy lũ tai á. Nha, các bạn thấy không? Nó chết, nó khô luôn nè. Nó chết khô luôn. Thì đây là cái kết quả sau khi mình phun 10 ngày là nó chết. Nhưng mà khi phun thì tầm khoảng 5 ngày là bắt đầu nó đã chết rồi. Cái sản phẩm mình đang phun cái vườn này là cái sản phẩm tên là cái Dinosat. Cái Dinosat mình gọi là Dinosat, nhưng thật ra thành phần của nó là Lufocinac Ammoni nè các bạn. Hoạt chất là Lufocinac Ammoni 200g trên lít, đặc trị về cỏ mần trầu và diệt cỏ tận gốc. Có hình trái bơm ở đây và những cái loại cỏ nó giới thiệu ở trên đây là phun hiệu quả. Nhưng mà giới thiệu ở trên đây là một chuyện, nhưng mà cái chuyện mình đã phun thực tế ở đây là những cái nhóm cỏ gì. Mần trầu là những nhóm cỏ rất là gặp nhiều. Mần trầu, cỏ chỉ, gao chay. Và cái nhóm khó trị nhất hiện nay là mình đang biết là đế và sậy. Thì cái chai này là chai 1 lít, chai 900ml à. Chai này chai 900ml. Nhưng mình tính 1 lít đi. Một chai này mình đang sử dụng vườn này là xài cho 10 bình. 10 bình bình điện á, là bình 200 lít nước. Phun ướt đều nha. Đối với ví dụ như là cỏ chỉ có mần trầu á, các bạn chỉ cần phun ướt đều thôi. Nhưng mà đối với những cái cỏ khó trị như là đế và sậy, vui lòng phun ướt kỹ cho mình. Tại vì sao? Bởi vì nó cái thân của nó này nè các bạn, cái thân của nó như thế này nè, cho nên các bạn phải ướt kỹ ra thì ướt đều thì nó mới chết, gọi là chết lưu dẫn tận gốc mà không gây hại đến môi trường và gây hại đến đất của mình. Cho nên cỏ này nè mình đang cho phun trong vườn sầu riêng luôn, phun ở trong vườn sầu riêng, những vườn cây ăn trái chỉ phun chúng dưới mặt đất là bình thường. Thậm chí lấy một chai này đổ vô ngay cái gốc cây, ví dụ như cây nhãn, cây sầu riêng, cây xài đó, cỏ vẫn chết bình thường mà cái cây không hề ảnh hưởng. Bởi vì cơ chế hấp thu của cái gốc Lufocinac này á, là hấp thu qua bề mặt của lá, nghĩa là phun trên mặt lá là nó hấp thu qua bề mặt của lá, nó không có hấp thu qua rễ. Cho nên các bạn cứ phun bình thường trên lá là nó sẽ hiệu quả và nó chết được như thế này. Coi như các bạn thấy không, rất là an toàn. Và bình này, một chai này mình xài cho 10 bình mà bình điện 20 lít nước, là một chai này mình phun cho 10 bình á. Còn nếu các bạn sợ trong điều kiện mà mình phun không kỹ hay là phun mà sợ nó không ướt chết gọi là chết đạt á, mình có một cái mánh gọi là một cái kỹ thuật nhỏ là các bạn có thể trộn chung với muối ăn.
muối ăn là cái NaCl, cái muối ăn của mình đang ăn á, ha, cái muối ăn hoặc là ure. Ure để làm gì? Để cho tăng khả năng hấp thu của thuốc vô trong cây trồng. Cái đó là cái mánh nhỏ mà mình có chia sẻ cho khách hàng của mình để sử dụng để quản lý cây cỏ. Và cái công thức này á, ure hay là muối ăn á, chỉ để xài cho thuốc cỏ thôi nha, chứ đừng nói nghe hấp thụ mạnh quá các bạn cộng với thuốc sâu, thuốc bệnh, thuốc gậy các bạn phun lên cây trồng xong quay qua là đi thưa anh kỹ sư Thái đó, hỏi sao rồi ngộ độc chết hết rồi chứ sao. Và quên cái chai này về giá để nói các bạn nó giấu giá. Chai này giá là hiện tại nha, giá hiện tại ngày tháng 7, bữa nay là ngày 12-13 tới tháng 7 đó, thì 220 ngàn, giá lại cửa hàng của kỹ sư Thái, một thùng nó 20 chai, đang cho phun vườn này tuyệt vời lắm. Tại thấy hiệu quả cho nên quay qua làm cái clip chia sẻ với các bạn về cái thuốc trừ cỏ để phun trong vườn. Rồi cảm ơn các bạn. Nếu các bạn có nhu cầu về mua hàng hay liên hệ về muốn xài thử một chai hai chai cũng lại mua hàng, các bạn cứ liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại mình để trên màn hình là 0986 550 899, và mình là kỹ sư Thái, và hàng này có gửi tận nhà cho các bạn. Cảm ơn các bạn, hẹn các bạn ở những video clip lần sau.